Theo Daily Mail, các nền tảng Facebook, Messenger và Instagram của Meta ngừng hoạt động trên toàn thế giới, khiến hàng trăm nghìn người dùng không thể truy cập các nền tảng truyền thông xã hội. Một lượng lớn người dùng đã bị đăng xuất khỏi tài khoản Facebook của họ, nền tảng mạng xã hội do Meta sở hữu dường như đang gặp sự cố ngừng hoạt động. Chúng tôi biết mọi người đang gặp khó khăn khi truy cập dịch vụ của Meta, chúng tôi đang nỗ lực để giải quyết vấn đề ngay bây giờ. Andy Stone, người đứng đầu bộ phận liên lạc tại Meta, xác nhận trên mạng xã hội X ngay sau đó. Đăng trên mạng xã hội X, sau khi Facebook, Instagram bị sập, CEO Meta Mark Zuckerberg lên tiếng, chúng tôi đã thấy được vấn đề, xin hãy cho chúng tôi ít thời gian để khắc phục. Sự cố của Meta xảy ra trên phạm vi toàn cầu trong khoảng hơn một tiếng. Đến 23 giờ 20 phút theo giờ Việt Nam, một số đã có thể truy cập trở lại. Tuy nhiên, nhiều người không thể đăng nhập lại bởi các nguyên nhân như quên mật khẩu, thiếu thiết bị xác thực, không nhận được mã xác thực, vân vân. Trong phiên giao dịch vào ngày 5 tháng 3, cổ phiếu Meta, công ty mẹ của Facebook, giảm 1,6% xuống còn 490,22 đô la Mỹ trên mỗi cổ phiếu. Theo dữ liệu mới nhất từ Forbes, khối tài sản dòng của tỷ phú Mark Zuckerberg giảm 2,8 tỷ đô la Mỹ trong ngày 5 tháng 3, còn 171,9 tỷ đô la Mỹ. Với số tài sản này, nhà sáng lập Facebook đang đứng ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes. Còn theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index, CEO Meta sở hữu 176 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,79 tỷ đô la Mỹ và cũng ở vị trí thứ tư của bảng xếp hạng.